trong quá trình sản xuất đường glucose thường mới có lẫn 10% tạp chất, lẫn 10% tạp chất, vậy suy đa nguyên chất là 9%. Không tham gia phản ứng tráng bạc. Người ta lấy A gam đường glucose phản ứng hoàn toàn với dịch AgNO3 trong đợt ba dư thế tạo thành 10,8 gam bạc. Vậy ta sẽ tìm một số mol bạc là bằng 10,8. Chỗ này là ghi sai nhá. 10,8 gam sliver mới chuẩn. Đúng chưa? 10,8 chia cho 108 bằng 0,1. Được không ạ? Vậy ta sẽ thấy này. 1 glu thì cho mình 2 g. Số mol Ag của mình là bằng 0,1. Phản ứng hoàn toàn coi như không hiệu, coi như hiệu suất 100%, 0,1 nhân 100 bằng 0,05. Thế là mình ra được số mol của glu. Đúng không ạ? Mình ra được số mol của glu là 0,05 nhân 180. Được chưa? Bằng 9. Nhá, bằng 9 ạ. Thế nhưng mà đây ạ, người ta nói là lấy Ag đường glu phản ứng với Ag đó, đây là C6H12O6 nguyên chất, chứ còn lại đường glucose còn lẫn 10% tạp chất và chỉ có 9% nguyên chất thôi. Vậy ta cần tìm được A thì mình phải chia cho 0,9 bằng 10 gam. Đáp án chính xác của chúng ta nó phải là đáp án B. Bỏ các em nhá. Đáp án B, bỏ. Rất dễ.